bác sĩ bắc việt thoát chết tác giả phạm thông hai hiền trưởng ban an ninh xã kỳ phú chạy đến nhà út đàm y tá cán sự trưởng thôn tình thủy Địch đến, hai người cùng với hai dân thường hàng xóm chui vào hầm bí mật. Toán biệt lập do tên Như chỉ huy kéo ngang qua vườn nhà út đàm. Một tên bị lún chân sâu xuống cát, liền hô lớn, hầm bí mật đây rồi. Phát hiện được hầm bí mật, bọn biệt lập ném ngay mấy quả lựu đạn xuống phía miệng hầm tránh pháo, nổ rội vào hầm. Bốn người nằm dưới tức ngực muốn trào máu miệng. Sau đó tụi nó vây quanh, vác quốc thuổng, đào ngay. Vợ ông Út Đàm ở trong nhìn ra, thấy bọn chúng vây quanh hầm, vội kéo thằng Thạch mới 8 tuổi chạy đi chỗ khác. Bà sợ ở nhà vướng việc xử lý của cha nó và cậu Hai Hiền. Nếu các ông vọt lên khỏi hầm đánh trả, chúng điên tiết bắn chết thằng Thạch. Vợ chồng bà chỉ có mình nó, cả họ Phạm Văn Tỉnh Thủy có lẽ chỉ mình nó làm hậu duệ sau này. Đàn ông họ Phạm theo kháng chiến cả, chiến tranh biết ai còn ai mất phải giữ cho được nó ông út thế là khó hy vọng bọn biệt lập ác độc lắm nghĩ vậy bà dắt thằng thạch chạy lên vịnh giang mà nước mắt ròng ròng bọn biệt lập xua nhau đào hầm thằng này đùn thằng kia ở dưới hầm út đàm để lỗ tai thông hơi nghe tụi nó la không có việt cộng đâu đào mất công thực ra chúng sợ việt cộng bất ngờ tung lựu đạn lên thì mất mạng Thằng Như Trung đội trưởng thừa biết gan ruột bọn lính nhưng cũng chẳng dám sông lại gần, đứng từ xa nạc nộ. Đứa nào không đào, tàu bắn vỡ sọ. Đầu út đàm, vô cùng căng thẳng trong mối nghi hoặc. Có người chỉ điểm nên bọn biệt lập mới phát hiện được hầm này. Nghe tụi nó cãi nhau, anh mới nghiệm ra. Địa bàn tỉnh Thủy khá trong sạch. Dân tỉnh Thủy kiên cường lắm. Mấy năm nay vô cùng ác liệt. Ngày nào cũng có bom pháo năm ba ngày lại có một trận càn. Bọn chúng đến là đốt nhà, giết người man dợ, nhưng không ai phản bội chỉ điểm, cũng chẳng ai thèm bỏ xứ chạy lên Tam Kỳ kiếm đường sống, có chết thì cũng chết tại đây. Và lại, mình làm thôn trưởng kiêm luôn y tá, ai bị thương, ai đau ốm cũng kịp thời cứu giúp, có kể chi bom đạn đêm hôm đâu, cả làng đều thương, ai nỡ chỉ cho bọn biệt lập nơi mình ẩn nấp, một lẽ nữa căn hầm đã có trên ba năm nó nằm liên hoàn với hầm tránh pháo vào hầm bí mật trước tiên xuống miệng hầm tránh pháo gỡ mấy viên táp lô chui ngược trở lại hướng miệng hầm bọn địch đến đứng trước miệng hầm tránh pháo chúng biết đầu ngay dưới chân là hầm bí mật cái thế này bất ngờ lắm lâu nay có thằng địch nào xăm tìm trước miệng hầm tránh pháo đâu đúng là mình sơ suất quá mấy hôm trước sửa lại hầm bí mật đất còn mới chắc tụi nó đi lún phát hiện căn hầm khá dài chia nhiều ngăn bố trí theo lối ngoắt ngoéo chữ chi chứa được cả tiểu đội nên tụi nó đào rất lâu đào tới ván lót chúng ném liên tiếp mấy quả lựu đạn xuống khoang chính bốn người đã kịp chui vào đường luồng sát hầm tránh pháo đường luồng quanh co không tạt mảnh được vào chỗ các anh nhưng tiếng nổ ép tức ngực quá trong giờ phút sinh tử bốn người vẫn cố bình tĩnh kéo tia sống mong manh các anh cũng kịp phân tích khả năng sống chết của từng người khi đối mặt với bọn biệt lập khét tiếng chống cộng này hai hiền nói như ra lệnh anh bốn tịch thằng ngộ lên đi khai với tụi nó ở dưới không còn ai nữa nếu nó không tin tiếp tục đào thì khai còn hai cán bộ việt cộng trong đó có một bác sĩ không khai thì tụi nó cũng biết mặt tôi rồi, nhớ cứ y như lời tôi dặn. Nếu không tụi nó giết luôn bốn người đấy. Cố mà sống nghe anh tịch. Anh còn ba bốn đứa con nhỏ, thằng ngộ thì con nít quá, không thể chết được, oan lắm. Tôi và anh đàm khó mà sống được với tụi nó. Bốn tịch và ngộ bỏ lên phía miệng hầm tránh pháo. Hai người vừa ló đầu lên mặt đất, bọn biệt lập la dân. a à, a à, răng chỉ có thằng già với một thằng con nít, dưới đó còn thằng nào nữa không? Thằng Như quá tháo Tiếp tục đào Nhất định có Việt Cộng dưới đó Bốn tịch đã 40 tuổi Đau dạ dày kinh niên Người gầy xanh để dâu dài Trông già lắm Bọn chúng biết ngay là dân thường Nhưng vẫn sông tới nện mấy bạt tai Chĩa súng vào ngực suýt bóp cỏ Thằng ngộ còn con nít Nhưng lanh miệng nói ngay Dưới đó còn hai ông cán bộ Việt Cộng Có một bác sĩ ở trên về Hai người dân đã lên khỏi hầm Út Đàm nói gấp với hai hiền Anh em mình là đảng viên Gia đình họ hàng Còn nhiều người hy sinh Mình không thể đầu hàng phản lại những người ruột thịt được Tôi và cậu mới 30 Đời ngắn thật Còn vợ con nữa Bốn tịch thằng ngộ Bọn chúng bắt đứng ở miệng hầm Bung lựu đạn lên Thì họ chết mất Mình phải tự quyết thôi Cậu hai ơi Chết trung kiên là tiếp tục sống cho ngày mai Hai hiền ôm út đàm rút chốt lựu đạn bung mỏ vịt lựu đạn không nổ không còn quả thứ hai lúc xuống hầm bà hai không cho đem theo sợ bí quá các ông tự tử bà nghĩ rúc hầm bí mật là ở thế bị động rồi lộ hầm là bị chúng giết nếu không giết bắt đi thì có thể sống có lựu đạn các ông hay tự tử chết như vậy là non chưa đáng phải chết nhưng út đàm có thủ sẵn một quả dưới hầm. Chết cũng không được. Hai người tung nắp hầm vọt lên. Bọn địch xông vào trói chặt cả hai. Thấy hai hiền, chúng rút lê rạch mặt, rạch lưng, chửi bới. Mày là thằng hiền ở Hạ Thanh, thằng công an cộng sản. Tụi tao tìm mày xưa dài. Còn thằng này là thứ gì? Hai hiền ung dung. Tao thì bọn mày biết rồi, người cùng làng lạ chi. Ông này là bác sĩ cấp trên cử về, Ông già và thằng nhỏ kia là dân Khi tao xuống hầm Họ nhìn thấy nên bắt xuống luôn Thằng Như đạp bốn tịch Thằng ngộ ngã rụi trên cát Thằng già đi ngã gió thằng con nít Mà cũng bẩy đặt chùi hầm bí mật Chạy về nhà đi Còn đứng loạn quạng Nổi sung to bắn chết tươi chử Thằng Như mắt đỏ ngầu Nhìn hai hiền Nói rít qua kẽ rằng Lùi nó đi hai thằng lính lập tức xô anh té sấp ngã ngửa ra vạt thông phía biển hai hiền cố quay lại nhìn út đàm như thầm nhắc cứ theo lời tôi đóng vai bác sĩ cho đạt mới có đường sống nghe anh sau mấy phút út đàm nghe văng vẳng đảng lao động việt nam muôn năm hồ chí minh muôn năm nhưng không có tiếng nổ có lẽ chúng dùng lê đâm chết cậu ấy rồi nghe tiếng hô thằng như cười gằn khó hiểu rồi trừng mắt nhìn út đàm toàn tính người này là bác sĩ có lý lắm giọng nói nơi khác không giống dân biển phen này mình bắt được con mồi lớn bắc việt thưởng to đây như đắc chí rút bích tô nhét vào mồm út đàm hút đi hắn nhe răng nham nhở bác sĩ hả Tao đã xử lý trần hiền rồi thằng cộng sản nòi ở hạ thanh đó làm sao lọt khỏi tay tao trong đời chưa từng có thằng Việt Cộng nào còn sống khi rơi vào tay trung đội trưởng như này. Mày liệu mà khai cho thật, không thì tao cho mi theo thằng Hiền luôn. Tao cho tụi bay xuống luôn âm phủ mà ngâm bài thơ đồng chí. Hắn lầm bầm chửi rủa lung tung. Út đàm nhà điếu thuốc rơi xuống đất. Không quen hút loại này, tôi hút ruby. Thằng Như tức điên người nhưng cố dằn gan rút ruby dí vào miệng út đàm bật lửa châm tay út đàm bị trói quặp phía sau như bảo thằng lính mở trói cho hắn ta ngó tướng tá như thế này thì chạy đi đâu tàu bắn vỡ sọ khẩu súng ngắn nhịp nhịp trên tay hắn hỏi ông tên gì được ai đưa về đây út đàm hít một hơi thuốc thật sâu rồi trả lời tôi là dương văn lai học sinh miền nam tập kết ra bắc được chính phủ cho học tại đại học y khoa hà nội tốt nghiệp bác sĩ năm 1960, tôi vào Nam và được cấp trên đưa về chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, bộ đội và nhân dân Tam Kỳ. Hắn mừng rơn, gọi về Nguyễn Vĩnh Liệu, liên đoàn trưởng biệt lập, báo cáo bắt được bác sĩ Bắc Việt. Nửa tiếng sau, một chiếc HU-1A từ Tam Kỳ bay đến, hai thằng Mỹ cao lớn, sốc vai út đàm đẩy lên máy bay, đưa về nhà giam Quảng Tín. Lên nhà giam tỉnh út đảm nghĩ, có lẽ mình sống được. Bọn chúng càn quét đến vùng giải phóng, coi mạng người như rác, nhất là bọn biệt lập có thằng còn mổ bụng lấy gan người nhậu rượu. Chúng là ác quỷ. Bây giờ lên tam kỳ rồi, vùng đô thị nhiều thành phần xã hội, tụi nó còn giữ chút sĩ diện, dám giết càn được. Nhưng hoàn cảnh nào mình cũng phải giữ tròn khí tiết của một đảng viên, quyết không đầu hàng cậu hai hiền đã bày kế giữ mạng sống cho mình mình phải kiên cường chiến đấu để khỏi phụ tấm lòng cao cả của cậu ấy mặt trời đứng bóng sau khi máy bay lên thẳng chở bác sĩ việt cộng đi khỏi thằng như nạp người theo hướng lính dẫn hai hiền hắn vừa chạy vừa đi lên đồi bà lan thấy cả lũ vây quanh đánh đập hai hiền hắn bồi thêm giết chết nó đi rút lưỡi lê đâm vào đùi đẩy anh ra giữa bãi cát phơi nắng ở phía dưới hạ thanh trung thanh bọn biệt lập đóng ở đồi ông ôi đồi ông dũ nghe nói bắt được trần hiền kéo chạy lên bẻ dương liễu dọc đường nhào vô đánh anh lăn lộn trên cát như nhận được một cú điện thoại qua bộ đàm đột nhiên ra lệnh không được đánh chết anh ta hắn đến gần cúi sát tay hai hiền xuống giọng ông Nguyễn Vĩnh Liệu có ân hệ cuối cùng cho mày. Không có tiếng nói của ông thì tao giết mày như giết con dẹp con rán thôi. Khai đi, mày là an ninh xã. Thằng Tài vừa chết thì mày lên thay. Cơ sở của mày dưới thôn 1, thôn 2, thôn 3, kỳ phú. Lâu nay là đứa nào? Hầm bí mật ở đâu? Ông Liệu cho mày sống mà về với vợ con. Nếu như chịu khai, chịu cộng tác với tụi tao. Mày tin đi, Ông nói như đinh đóng cột Ông cho mày là thằng có tài Nói dân nghe Nên muốn sử dụng Hai hiền tự nhiên thay đổi thái độ Tôi như mũi tên để trên cung đã dương Người sử dụng đưa cung về hướng nào Thì mũi tên bay về hướng đó Cộng sản đến họ buộc tôi Thì tôi phải làm Bắt được tôi Ông liệu không giết lại sử dụng Thì tôi phải cộng tác thôi Nhưng các ông giữ đúng lời hứa đấy trước tiên tôi sẽ chỉ một hầm bí mật sáng nay có cả một tiểu đội du kích kỳ phú chui xuống đó giết trước trừ hậu họa họ còn sống biết tôi quay về với quốc gia thế nào cũng tìm mà diệt nhưng các ông đánh tôi dữ quá dùng cả lê đâm vào đùi đi không nổi nữa làm thế nào dẫn chỉ hâm được thằng như nhách miệng cười nham hiểm ai bảo cậu ngoan cố quá chí còn làm bộ hô khẩu hiệu nữa cộng tác sớm thì đâu bị ăn no đòn như vậy hắn hô ê tụi bay lại đây dìu anh ta đi ông liệu dặn tao phải cư xử đàng hoàng với hắn ta đó đứa nào làm sai ý về sẽ biết tay ổng hai hiền nghiêng ngả nhấc chân không được người tàn tạ mềm nhũn bọn biệt lập xốc vai lôi anh đi hai tay bị trói cấp ké viết sau hai chân tê liệt thả lỏng bừa phía sau hằn sâu ngoằn ngoèo trên cát và biết đâu đây là dấu chân cuối cùng của anh trên cát trắng quê hương trong giờ phút đớn đau sinh tử có lẽ anh nghĩ nhiều về những người ruột thịt sáu chung vợ anh đang mang thai đứa con thứ hai con gái đầu lòng mới bốn tuổi ông nội trần siêu hy sinh tại nhà tù lao bảo vì tham gia khởi nghĩa duy tân bác ruột trần liêm bị mỹ diệm tra khảo đến chết tại nhà lao tam kỳ ba là thầy giáo tham gia cách mạng trước năm bốn bị bọn tay sai pháp bảy mưu sát hại lúc anh mới có ba tuổi mồ côi cha sớm mẹ đi lấy chồng anh ở với bác liêm từ nhỏ ảnh hưởng lý tưởng cách mạng của gia đình rất sâu sắc hai hiền sẽ không phản bội đâu anh không thể tham sống mà sát hại đồng đội. Nhưng tất cả đều chưa chắc chắn. Trước cái chết, ai biết được việc gì sẽ xảy ra. Hai hiền dẫn bọn biệt lập vào một rừng dương còi, có những bụi dứa dại rầm gì xen lẫn. Bọn biệt lập hí hửng nơi hoang vắng này nhất định có hầm bí mật của Việt Cộng. Bất thần, một quả mìn nổ, cát bụi văng tứ tung hai tên chết ngay tại chỗ ba tên bị thương trong đó có mc người cùng họ với vợ anh bọn biệt lập hoảng loạn chạy tứ tung hai hiền hy sinh trong tiếng nổ ấy sau vài phút yên ắng bọn biệt lập quay lại bắn như vãi đạn vào thi thể anh một thằng mỹ có lẽ là cố vấn hỗ trợ cho bọn ngụy bình định lấn chiếm tại vùng đông tam kỳ hắn can ngăn không cho bọn ngụy hành hạ đối phương đã chết. Bọn biệt lập đại gian ác này không nghe, sau khi băm vằm thi thể, chúng kéo hai hiền, vứt ra biển. Tình hình hết sức căng thẳng, bọn biệt lập phối hợp với quân Cộng Hòa quyết bình định tỉnh Thủy. Chúng hàn chặt ở đồi Bà Lau, lùng sục khắp tỉnh Thủy, Thanh Đông. Dân làng chỉ còn lại người già, trẻ con. Tất cả trai tráng, du kích đều chui hầm bí mật chờ đến tối vọt lên, chạy tạt ra vịnh Giang, thôn biển bên cạnh. Những người hợp pháp với địch phải bám hầm trú ẩn, không một ai lấp ló ra đường loạn quạng mất mạng như chơi. Bọn chúng nghi là bắn, thích là bắn. Có một lần tụi này càn lên phía quý thượng, thấy một phụ nữ đang mang thai, đố nhau sẽ sinh trai hay gái, hai thằng cãi nhau rồi chặn người đàn bà xuống, dùng dao mổ bụng xem thằng nào nói đúng bọn chúng tàn ác đến mức đó thì người dân nào còn dám hó hé ra đường dưới ánh nắng chiều sót lại hai phúng từ vịnh giang chạy về tìm út đàm sáu trung từ hạ thanh chạy lên tìm hai hiền mà chẳng dám có một tiếng khóc hai hiền đã chết bọn biệt lập hung hăng tuyên bố khắp mấy thôn từ tỉnh thủy đến hạ thanh chiều nay út đàm thì chưa xác định được còn hay mất sáu chung lạy ông bà cô bác cho thấy xác chồng đem về an táng hai phúng thì lạy trời cho không có chuyện xấu nhất xảy ra đối với ông út chồng bà hai người tha thần trên mép sóng hoàng hôn buông xuống nước biển xét lại thành màu máu những con sóng vô tình vỗ vào nỗi đau của hai người đàn bà mất chồng bước thấp bước cao trên cát đêm đến trong tiếng hú của gió và tiếng gầm của biển hai người vợ liều chết đi và đi chuyện choạng trên những bước chân vô định với hai chút níu kéo hai hy vọng khác nhau khuya hôm ấy hai phúng vừa về nhà bà bảy niêm chị ruột út đàm lén chạy tới thằng út còn sống hồi nãy chị nghe thằng như đi ngoài đường cầm chai rượu vừa tu vừa nói tao chưa để một thằng việt cộng nào bắt từ hầm bí mật lên mà sống được hôm nay tại thằng này là bác sĩ nó trắng đẹp trai quá tàu có cảm tình thứ hai đây là món tiền thưởng lớn tội chi bỏ đi thằng này ngon thật máy bay mỹ đến trở lên tam kỳ nữa chứ tao chưa thấy thằng việt cộng nào được mỹ đối xử ngon như vậy thế thì mình đừng đi tìm nữa mà lộ thằng út bọn biệt lập điện lên tam kỳ thì chết hai phúng thở phào thế là ảnh còn sống Ông út lanh lợi lắm Gỡ được nụt nào hay nụt ấy Chị Bảy ơi Thời buổi chiến tranh này tôi sợ lắm Nhờ ơn trời đất phước đức ông bà mình thôi Hải Phúng hết quán quýu tìm chồng Sáu Trung vẫn bụng mang dạ chửa Nghiêng ngả trong nỗi đau mất chồng Suốt mấy ngày đêm Chị đi lên thôn tỉnh Thủy Rồi trở về tới Hạ Thanh Vào các rừng dương dọc biển Thấy dấu đất mới nào cũng đào bới sau ba ngày tha thẩn trên mép sóng trong các rừng dương mỏi nhừ bàn chân dẫm đầy gai lông trông gai xương rồng xương tấy hết đi lại ngồi một mình than khóc với biển với gió chiều ngày thứ ba trong khi chị sắp ngã quỵ trên mép sóng từ phía tỉnh thủy một cụ già đi tới tay xách một cái túi có đựng mấy con nghêu ông hỏi nhỏ con là chi của anh hai hiền mà mấy ngày nay bác thấy lang thang mãi ngoài biển. Con đi tìm nó phải không? Sáu Trung nói trong nước mắt, tụi nó giết ảnh, về dưới hạ thanh còn rêu rao là vứt xác ngoài biển cho cá ăn. Con đi tìm mấy ngày nay mà chẳng thấy trôi vào, con còn đi về phía trong tới ổ gà, tìm mãi cũng không thấy. Già ấy là ông Thú ở tỉnh Thủy, ông đập nhẹ vào vai Sáu Trung. Ngày sáng sớm hôm sau, bác đã thấy xác nó trôi vào chỗ kia kìa. Bác đem chôn và làm dấu cẩn thận. Con về đi, bây giờ tình hình căng lắm, chưa chỉ được đâu. Sơ suất một tí là chết với tụi nó con ơi. Sau này tình hình ổn, bọn nó ít để ý, bác sẽ chỉ cho con. Sáu chung cảm ơn ông giả thú, ngoảnh nhìn về phía xa xăm, chỉ thấy biển tối đen như mực. Bà bước thấp bước cao trên cát về nhà trong nỗi cô đơn, đau khổ tột cùng ấy, bà giờ xuống bụng, thấy chân con đạp mạnh. Bà thầm vái, anh sống khôn thác thiêng, phò hộ cho mẹ con em, mẹ tròn con vuông. Biết đâu đây là thằng con trai nối hậu. Mấy ngày sau, sáu chung chuyển bụng, sinh đứa con trai, nhưng cháu bé đã tử từ trong bụng. Nỗi đau một lần nữa nhân lên, dày vò chị từ nhà lao quảng tín cái tin bắt được bác sĩ việt cộng tại tỉnh thủy đến tai bọn hội đồng kỳ anh chúng kéo đến nhìn mặt té ra là út đàm y tá một việt cộng cỡ xoàng thằng đại diện thằng cảnh sát xã tức anh ách đòi bọn cai ngục trả cho chúng xử lý tên việt cộng danh ma này nhưng út đàm đã lên được nhà giam thì việc sống chết đâu còn phụ thuộc vào những tay sai cấp dưới nữa số út đàm còn lớn một người bà con xa nghe tin út đàm bị bắt ông ta có vai vế trong quân đội ngụy tại tỉnh đường quảng tín ông biết nhất định bọn này sẽ thủ tiêu một khi út đàm rơi vào tay đám người này bước chân ra khỏi nhà lao đàm sẽ không sống nổi một tiếng đồng hồ đâu nghĩ tình dòng tộc ông đến can thiệp không trao út đàm cho hội đồng kỳ anh và ông khuyên chú trước đây có đi quân dịch 37. Bây giờ nghe tôi đi, ra tù đi lính trở lại, tôi bảo đảm chú sẽ làm hậu cần phía sau, không ra trận. Út đàm cảm ơn ông anh bà con, nhưng không nghe theo, út ôn tồn. Mấy người anh ruột đều đi tập kết, các cháu cũng lên núi cả. Tôi không tự phủ định dòng máu của mình, không thể cầm súng chống lại gia đình được. Anh còn nghĩ đến tình bà con thì làm sao cho họ kêu án nhanh để tôi đi côn đảo. Út Đàm bị kết án đưa đầy đi côn đảo. Trong tù ông Kiên Cường đấu tranh chống trào cờ. Năm 1973 được trao trả tại Lộc Ninh rồi về Quảng Nam công tác. Ngày 24 tháng 3 năm 75, ông theo đoàn quân về giải phóng thị xã Tam Kỳ. Ngay trong ngày hôm đó, ông chạy bộ về tỉnh Thủy, gặp lại vợ con và quê hương trong đỉnh điểm niềm hạnh phúc chiến thắng. Bây giờ, út đàm, đã là một ông già 81 tuổi nhưng người còn quắc thước, minh mẫn. Cách thời khắc 9 giờ 30 phút ngày mùng 2 tháng 10 âm lịch năm 1968, thời khắc mà hai hiền ôm ông rồi rút chốt lựu đạn luôn ám ảnh trong tâm trí, giá như lựu đạn nổ và tiếng hô Đảng lao động Việt Nam muôn năm của đồng chí Trần Hiền cũng đã tan vào biển cả mênh mông, đã phai mờ trong hôn hút thời gian nhưng có một sự thật hằn sâu ký ức người lính già biển cả. Ông ấy là bác sĩ. Lời nói dối thánh thiện của đồng chí Trần Hiền năm xưa luôn vang vọng bên tai út đàm như một mầm sống, như động lực sống giúp ông tiếp tục sống đẹp cho đời. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.